60 giây bắt đầu, xin mời. Đây là một cái chất liệu sắt được làm từ sợi hoặc là dùng các cái hạt óng ánh để dắt dây chuyền. Chưa đúng ạ. Cái này là thường dùng để đính lên quần áo cho nó lấp lánh hoặc là để dùng để trang điểm ạ. Kim tuyến. Đáp án chính xác đó là kim tuyến. Hay quá luôn. Đây là một cái từ gồm hai tiếng, mỗi tiếng có hai chữ cái. Thì nó được dùng để chỉ các cái trang sức mà kiểu giả. Mỹ ký. Đáp án chính xác. Trời ơi. Hai người chơi bắt đầu gườm gườm nhau. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Đây là từ láy có hai chữ cái. Một từ có duy nhất một chữ cái. Một loại quả có nhiều gai. Chỉ cái sự gì đấy rất là nhỏ. Li ti. Đáp án chính xác đó là li ti. Chưa bao giờ trong chương trình của chúng ta, chương trình Vua Tiếng Việt, mà ở vòng này là số điểm tuyệt đối dành cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, ba người cùng số điểm như trong phần này chúng tôi chưa từng trải qua, cho nên quý vị hoàn toàn có thể tạm thời pha một ấm trà hay đi làm việc riêng khoảng 30 phút nữa quay lại để chúng tôi còn thảo luận xem đưa ra ý kiến thế nào.